Nói đến mắc khén và hạt dổi thì chắc chắn cô chú anh chị sẽ nhớ đến Tây Bắc. Đây là hai cái loại gia vị mà ở Tây Bắc gần như không thể thiếu được, kể cả trong những cái dịp lễ Tết hay là kể cả trong cuộc sống hàng ngày. Ở trong cái cuộc sống hàng ngày của gia đình, các gia đình ở ngoài Tây Bắc á, thì gần như là sẽ có cái gia vị mắc khén hạt dổi trong các cái bữa ăn. Đa số thì tất nhiên là các cái dịp lễ Tết này sẽ sử dụng nhiều hơn, còn trong cái cuộc sống gia đình thì ví dụ có cái dịp gì hay kể cả là trong các cái bữa cơm hàng ngày thì thực ra mọi người cũng vẫn sử dụng mắc khén hạt dổi bình thường. Ví dụ như trong Nam thì chúng ta sẽ thường hay có hạt tiêu, nhưng mà ở ngoài Tây Bắc thì sẽ có mắc khén và hạt dổi. Thì đó là những cái gia vị đặc trưng ở từng vùng miền. Thì cái gia vị Tây Bắc như thế này vào thời điểm hiện tại á, thì ở trên toàn quốc thì chúng ta đã có thể tiếp cận được với từ buổi hiện nay đã có thể tiếp cận được với mắc khén hạt dổi rất là dễ dàng. Mọi người có thể đặt online, ví dụ như là như mình đang bán ở đây thì có rất là nhiều cô chú anh chị ở ngoài Bắc cũng như là trong Nam hiện tại cũng đang đặt. Thì cái mắc khén này mình đang bán là 200.000 đồng 1 kg, bao gồm hai gói như thế này. Cứ mỗi một gói 500 g như thế này thì là 100.000, nghĩa là một cân sẽ là hai gói và là 200.000. Còn đối với hạt dổi, đây là cái mắc khén thực tế là như thế này, ăn và nhấm vào đầu lưỡi là nó sẽ thơm và tê tê đầu lưỡi giống như điện 5V nó giật, thì nó có mùi thơm và vị cay rất là đặc trưng, và gần như không có một loại quả nào có cái mùi vị nó giống như cái quả mắc khén này. Đi cùng với mắc khén thì bao giờ thì cũng sẽ có hạt dổi, và hạt dổi thì mọi người nên chọn hạt dổi nếp. Hạt dổi thì có giá 200.000 đồng một lạng, và cái hạt dổi này một lạng của nó sẽ rơi vào khoảng cỡ 400 hạt, nó sẽ dao động khoảng 400 hạt một lạng. Thì mỗi mình đang bán là 200.000 đồng một lạng hạt dổi này. Ví dụ như cô chú anh chị sử dụng trong gia đình bình thường của chúng ta thì chúng ta nên sử dụng một bộ combo, thì cái số lượng nó vừa phải thì chúng ta có thể sử dụng trong gia đình hết, chúng ta lại đặt tiếp. Thì mỗi một combo sẽ bao gồm 500 g mắc khén như thế này và 50 g hạt dổi. Và 50 g hạt dổi thì tổng cả ship của nó là 230.000 đồng vào thời điểm hiện tại bây giờ. Thì là một combo như thế này chúng ta có thể sử dụng trong gia đình rất là phù hợp. Đó. Thì cái hạt dổi là 200.000 một lạng này, mắc khén là 200.000 một cân. Còn đối với một combo mắc khén hạt dổi thì gồm 500 g mắc khén và 50 g hạt dổi này có giá là 230 cả ship. Đó. Thì đây chính là cái hạt dổi mà mọi người sẽ nhận được, nó là cái hạt dổi nếp. Thì cái mùi vị nó rất là thơm, và cái hạt dổi nếp thì cái tính chất của cái hạt nó sẽ nhỏ hơn những cái hạt dổi to kia. Hạt dổi to thì cái tính chất nó sẽ lại không thơm bằng cái chất của cái hạt dổi nhỏ như này, hạt dổi nếp. Đó. Thì cô chú anh chị có cái nhu cầu về mắc khén hoặc hay là hạt dổi thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại ở trên màn hình 0974010585 hoặc là 0947010585. Cả hai số mình đều có cả Zalo và có cả Facebook, thì mọi người có thể liên hệ một trong hai số đó. Giá cả và chi tiết liên hệ mình sẽ để ở dưới phần mô tả ở bên dưới. Mọi người có thể kích xuống để xem. Đó. Còn đối với cái hạt dổi này, mọi người có thể cảm thấy là nó hơi ít, thế nhưng mà thực ra là nó không có ít một tí nào. Mỗi một lạng này sẽ khoảng 400 hạt, và ví dụ mỗi 1 kg thịt hay một một con vịt, một con gà thì chúng ta chỉ sử dụng vài hạt thôi, từ 5 đến 7 hạt cho 1 kg thịt. Thậm chí là tùy theo cái sở thích của mình mọi người có thể là sử dụng cái liều lượng nó tăng hoặc là giảm thì tùy. Nhưng mà sử dụng cái hạt này rất là dôi. Cái cách mà mọi người sử dụng về thì chúng ta hạt dổi hoặc là mắc khén chúng ta về chúng ta rang lên cho nó thơm. Cái hạt dổi này nếu như nướng được là tốt nhất, nhưng mà nếu mà không có điều kiện để nướng thì chúng ta sẽ rang lên bằng chảo của mình bình thường, rang mắc khén và hạt dổi, sau đó thì giã nát ra, trộn trộn đều với nhau. Chúng ta có ví dụ như một món nướng thì chúng ta có thể trộn cùng với cả mắm muối chính, chúng ta phết đều lên nên cái con vịt hoặc những cái thịt mà chúng ta ướp chúng ta nướng ấy, thì nó mang lại một cái hương vị rất là Tây Bắc, cực kỳ là thơm, và riêng cái độ cay của mắc khén là nó tê tê, ăn rất là hay. Đó. Thì cô chú anh chị có thể tham khảo mắc khén hạt dổi ở trên màn hình cũng như ở phần mô tả nhé. Mắc khén 200.000 một cân, hạt dổi 200.000 một lạng. Combo mắc khén hạt dổi là 230.000 cả ship vào thời điểm hiện tại.
Ok, Tết này thì cô chú anh chị nên sắm cho mình một bộ combo như thế này để chúng ta sử dụng trong gia đình. Kính chúc các cô chú anh chị sức khỏe và thịnh vượng.